Kính thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Văn Hiếu, nghi phạm gây ra vụ thảm sát khiến ông TĐL, 72 tuổi, bố Hiếu, bà BTT, 72 tuổi, mẹ Hiếu và chị TTT, 45 tuổi, em gái Hiếu tử vong tại nhà riêng ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Địa điểm nơi Hiếu lẩn trốn ở xã Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai, cách hiện trường gây án khoảng 300 km. Trước đó, vào ngày 22 tháng 10, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo của người dân về vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thành. Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của các nạn nhân tại sân nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Trần Văn Hiếu là nghi phạm gây ra vụ thảm án thương tâm trên. Sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy của bố bỏ trốn. Cơ quan chức năng sau đó đã quyết định khởi tố bị can, lệnh truy nã đặc biệt đối với Hiếu về tội giết người. Được biết, nghi phạm Trần Văn Hiếu từng lấy vợ và có hai con. Năm 2015, do mâu thuẫn, Hiếu từng chém trọng thương vợ và nhận án 6 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Ngày 13 tháng 10, Hiếu mãn hạn tù và trở về nhà bố mẹ đẻ. Chỉ sau 10 ngày, Hiếu được xác định là nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến bố mẹ và em gái ruột tử vong. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.